những khán giả kém duyên, bất lịch sự trong rạp chiếu phim không phải hiếm gặp. Thế nhưng vừa thiếu ý thức vừa lầy và ngoan cố như hai cô gái trong câu chuyện dưới đây thì thật khó chấp nhận. Hôm nay mình đi coi phim và phải chịu đựng hai nữ tú. Chuyện là có hai cặp đi xem phim, ngồi cùng hàng ghế với mình và các bạn mới vào trễ. Hai bạn nam thì không nói gì lúc đi ngang qua ghế mình và bạn mình ngồi còn biết nói, xin lỗi, cho mình qua và cố gắng cúi thấp người xuống đi nhanh qua. Còn hai bánh bèo nữ tú đó thì mang giày cao gót, gỡn hèn hết tóc, bật đèn lên điện thoại sáng rực, rọi rọi xung quanh và đi một cách đầy chậm rãi và tôn quý qua, không thèm cảm ơn xin lỗi người xung quanh một tiếng. Sau khi hai nữ tú đó ăn dị thì chúng nó bắt đầu lấy gương soi ra và để nguyên đèn lên điện thoại sáng như vậy để dặm lại lớp trang điểm. Bình thường rạp tối âm, bật đèn lên đã đủ chói mắt người khác, đằng này chúng nó còn dùng cả gương và ánh đèn phản chiếu vào gương nên rất là chói mắt và khó chịu, giống kiểu đi ngược chiều mà bị ô tô nhát pha. Mình chịu không nổi, quay qua bảo, không hiểu vào rạp chiếu phim trang điểm làm gì. Thì hai đứa đó quay qua nhìn mình rồi vẫn tiếp tục cười nói hô hố và trang điểm gần 5 phút đồng hồ. Mình lấy điện thoại chụp hình lại mà chúng nó tỉnh bơ, không có gì là xấu hổ. Và từ lúc đó cho đến lúc hết phim, mình và bạn mình phải chịu đựng hai cái miệng ấn như hết cười nói rồi hỏi hai đứa bạn trai liên tục là tình tiết phim ác là gì, sao khó hiểu. Có ngậm miệng vào để coi phim đâu mà hiểu. Hai cô gái vô tư làm lố trong rạp chiếu phim. Lúc hết phim đi ra thang máy, hai đứa nữ tú vẫn còn cố móc gương ra soi chỉnh lại mi nối với tóc. Mình cũng ráng ghé qua xem cả hai có đẹp cỡ hốt gì hay không mà làm lố quá. Và đúng là mặt không góc tết các bạn ngàn gì nhìn góc nào của tụi nó cũng là góc tết hết á. Đúng kiểu xấu người xấu cả giấc mơ, nhìn như Trần Mi mà cứ tưởng mình là Trần Tiểu Di. Mình không hiểu bằng cách nào hai bạn trai đó lại có thể giới được cùng lúc cả hai cực phẩm thiên hạ như này luôn. Chứ một đứa thôi là thấy muốn chết rồi nói gì được cả đôi, tài khoản Thao Nguyên kể lại đầy bức xúc. Nhiều dân mạng cùng chung suy nghĩ với người chia sẻ bài viết. Rạp chiếu phim là không gian chung cho nhiều người, mỗi khán giả đều phải có trách nhiệm tôn trọng không gian đó. Đã không ngồi yên xem còn làm ồn để ảnh hưởng đến những người khác. Đi xem phim kỵ nhất những ai đi muộn, đang xem thì cứ có người chen qua mặt, khó chịu vô cùng. Còn thể loại bật đèn rồi sáng trưng thế kia thì cặn lời hẳn, tài khoản biết đồng bình luận. Rạp tối dậy, hai cô trang điểm cho ai nắm. Thích xem phim bật đèn sáng trưng thì về nhà mà làm. Không hiểu ra đường có mang ý thức đi không nữa. Một dân mạng khác gay gắt. Hai anh chàng kia giữa bạn gái cho kỹ, để hở ra là thiên hạ phi đấy. Đích Nam Huy Nguyễn bày tỏ. Hy vọng câu chuyện trên sẽ là lời cảnh tỉnh với các nam thanh nữ tú khi đi xem phim ở rạp. Câu chuyện ý thức không phải bây giờ mới nói, quan trọng là mỗi người tự giác đến đâu.